chào các bạn, hiện tại Quỳnh Nga đang có mặt tại dự án Beacon Greenview ngay quốc lộ 1K phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Dự án Beacon Greenview tọa lạc ngay vị trí trung tâm hành chính Dĩ An, Bình Dương, sở hữu hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, là tâm điểm kết nối đến các khu vực trọng yếu trong Dĩ An cũng như là thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa. Dự án được triển khai xây dựng vào năm 2020 và được chủ đầu tư bàn giao nhà đến quý khách hàng đầu năm 2022. Dự án gồm 2 block, block A cao 25 tầng và block B cao 24 tầng. Dự án có đường nội khu rộng 15m nên việc di chuyển của cư dân rất thuận tiện, lối đi bộ, tập thể dục rộng rãi, an toàn. Đây là khu vực hầm để xe dành cho quý cư dân. Mỗi hộ cư dân sẽ để được 2 chiếc xe máy và 1 xe hơi. Tiện ích nội khu của dự án gồm những căn shop house và hiện tại mình đang đứng tại khuôn viên cây xanh và khu vui chơi dành cho trẻ em. Đây là khu vực sảnh để hòm thư cho cư dân, sẽ để hóa đơn điện nước và thư. Mỗi hòm thư thì sẽ có khóa riêng. Đây là sảnh chờ thang máy của dự án, mỗi tầng sẽ có 4 thang máy và đảm bảo cho việc di chuyển của quý cư dân. Chào các bạn, đây là căn góc 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với diện tích là 56m2. Ban công. Căn hộ của mình có view nhìn về hồ đá Lạng Đại Học. Đây là khu vực bếp, khi bàn giao chủ đầu tư sẽ bàn giao tủ bếp trên, bếp dưới và mặt bếp lát đá hoa cương. Cùng mình khám phá phòng ngủ master xem như thế nào nhé. Trong phòng ngủ master sẽ có phòng vệ sinh riêng và khi bàn giao, chủ đầu tư sẽ bàn giao đầy đủ nội thất cơ bản. Sau lưng mình là phòng vệ sinh thứ hai, dùng chung cho phòng khách và phòng ngủ nhỏ. Hiện tại, giá bán dao động từ 1 tỷ 7 đến 2 tỷ cho căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với vị trí đẹp và đầy đủ tiện ích nội ngoại khu như vậy thì đây xứng đáng là một điểm an cư lý tưởng cho quý khách hàng. Các bạn nhớ đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ cho những video tiếp theo nhé!